chữa bệnh mất ngủ hiệu quả đáng ngạc nhiên chỉ bằng một quả chuối. Bệnh mất ngủ thường hành hạ bạn vào mỗi đêm. Video sau sẽ bật mí cho bạn cách chữa bệnh mất ngủ bằng chuối vừa đơn giản vừa hiệu quả. Vì thường xuyên mất ngủ vào buổi tối khiến bạn mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể chất. Với cách chữa bệnh mất ngủ bằng chuối, chỉ cần một trái chuối mỗi ngày, bạn đã có một bài thuốc chữa mất ngủ từ tự nhiên, rất an toàn và không gây các tác dụng phụ cho cơ thể. Cách chữa bệnh mất ngủ bằng chuối. Trong chuối có rất nhiều kali và magie, đặc biệt chứa rất nhiều trong vỏ quả chuối. Hai chất này đều rất tốt cho việc thư giãn hệ thần kinh và cơ bắp. Trong đó, magie sẽ giúp cơ bắp được thả lỏng và ngăn chặn tình trạng bị chuột rút. Kali có nhiều trong quả chuối sẽ giúp cơ thể cảm thấy thư giãn, từ đó giúp bạn ngủ sâu vào ban đêm. Nếu bạn sợ vỏ chuối có chứa thuốc trừ sâu, có thể làm sạch vỏ chuối bằng cách rửa nước hoặc ngâm trong dung dịch giấm và nước, hoặc nước muối với chanh. Cách thực hiện: cắt hai đầu quả chuối bỏ đi vì chúng chứa nhiều mủ. Bỏ vào nồi và đun sôi với nước trong khoảng 10 phút. Lấy phần nước đã được đun sôi với chuối để uống. Chỉ đơn giản bằng cách đun sôi một trái chuối và uống mỗi ngày sẽ giúp bạn thoát khỏi cơn mất ngủ, lấy lại giấc ngủ ngon, cho bạn dễ đi vào mộng đẹp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đây là cách mà quả khế giết người. Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, cung cấp nhiều vitamin C, vitamin A và các khoáng chất khác, quả khế mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây cũng là kẻ giết người trong nháy mắt bởi nó chứa một loại độc tố đặc biệt nguy hiểm với người bệnh thận. Hiện trước nhà em vẫn còn dấu tích của một gốc khế ngọt nhiều năm tuổi, gợi lại một kỷ niệm đau lòng cho cả gia đình. Cách đây 8 năm, nó đã bị ông ngoại em cưa ngang và đổ nước sôi vào gốc. Nguyên nhân là vì cậu út của em một hôm do đi nắng về khát quá, bẻ cả rổ xuống ăn. Tối hôm đó cậu non ói, lên cơn co giật rồi chìm vào hôn mê. Khi đến cửa bệnh viện, cậu đã trút hơi thở cuối cùng. Bao nhiêu nỗi đau, nỗi hận, ông ngoại trút hết vào những nhát búa bổ xuống chàng chát. Ngày đó em còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm mẹ khóc rưng rức vì thương cây khế trước nhà. Vì nay chẳng còn cậu để cõng, nhong nhong ngựa ông đã về nữa. Niềm đau của tuổi thơ làm em mỗi lần đi trên con đường hay vào nhà ai thấy trồng cây khế là dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, gần như bị ám ảnh. Cái chết của cậu mãi mãi kỳ bí cho đến khi em 18 tuổi. Bước chân vào trường y, em mới hiểu nguyên nhân tại sao quả khế lại đoạt mạng cậu. Thật ra ít người biết rằng trong quả khế có chứa một loại độc tố có tên neurotoxin, có thể gây ói mửa, rối loạn tâm thần, hôn mê, động kinh hay thậm chí là tử vong. Độc tố này cũng tìm thấy trong một số loài rắn hay nhện. Ở những người thận khỏe thì độc tố này được xử lý và loại bỏ, nhưng nếu với những người có vấn đề về thận thì bộ phận này không thể giải độc tố trong quả khế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tử vong. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cậu em cấp cứu cũng không kịp, vì khi đó cậu đang bị thận ứ nước độ 2. Chỉ 100ml nước khế nguyên chất cũng có thể gây hại cho người bị bệnh thận, chứ đừng nói là một rổ khế. Nay em kể chuyện nhà, khơi lại chuyện buồn với mong muốn. Nếu nhà ai có người bị bệnh thận, tuyệt đối đừng cho họ ăn khế. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cách trị rụng tóc bằng hành tây hiệu quả cực nhanh. Cách trị rụng tóc bằng hành tây hiệu quả cực nhanh bằng tinh dầu hành tây. Chà trực tiếp hành tây hoặc kết hợp với mật ong, rượu, chữa tận gốc bệnh rụng tóc ở phụ nữ sau khi sinh, giúp mái tóc đẹp bồng bềnh. Cách trị rụng tóc bằng dầu ô liu.
rụng tóc sau sinh là gì? Rụng tóc sau sinh là hiện tượng xảy ra với cả những bà mẹ đang cho con bú và không cho con bú. Lượng tóc rụng ở mỗi bà mẹ là khác nhau. Thường thì rụng nhiều ở tháng đầu và giảm dần sau 1 đến 3 tháng. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ có thể bị rụng tóc kéo dài lâu hơn nếu không biết cách chăm sóc tóc. Rụng tóc ở những bà mẹ sau sinh thường rụng ở đỉnh đầu. Tóc mỏng dần đi và rụng nhiều khi bạn chải dầu ướt. Da đầu thường yếu và nhờn hơn sau khi sinh con. Lượng tóc rụng có thể tới 20-30% tóc. Thông thường, rụng tóc sau sinh sẽ kéo dài từ 5-6 tháng. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ tóc rụng kéo dài và không có dấu hiệu ngừng rụng đã ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ cũng như tâm lý của các bà mẹ. Vì sao các mẹ hay bị rụng tóc sau khi sinh em bé? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng rụng tóc sau sinh. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi nội tiết. Phụ nữ sau sinh thường bị giảm estrogen quá thấp. Đây là nguyên nhân khiến tình trạng tóc phát triển chậm và rụng nhiều. Do rối loạn tâm lý. Người phụ nữ khi mang thai và sau sinh thường rất lo lắng. Lo lắng cho cuộc sống, cho gia đình, con cái. Và thường bị stress mạnh kéo dài, trầm cảm khiến quá trình trao đổi chất bị rối loạn. Máu lưu thông kém nên tóc không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, tóc sẽ yếu dần và rụng. Do thiếu hụt chất dinh dưỡng. Khi mang thai, các dưỡng chất được dành để cung cấp cho thai nhi. Sau khi sinh con, lại tiếp tục tập trung dưỡng chất cho bầu sữa nên dẫn đến tình trạng cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng. Khiến tóc không nhận được đầy đủ dưỡng chất từ máu nên tóc dễ hư tổn và nhanh rụng. Mức độ rụng tóc sau sinh ở mỗi phụ nữ là khác nhau, phụ thuộc vào lượng hormone nữ trong cơ thể tăng hay giảm. Nếu lượng hormone tăng thì tóc ít rụng hơn. Ngược lại, hormone ít tóc rụng nhiều hơn. Tình trạng này sẽ trở lại bình thường khi hormone này ổn định. 6 công thức chữa rụng tóc từ hành tây. Hành tây chính là một loại thực phẩm mà bất cứ bà nội trợ nào cũng biết. Thế nhưng không phải ai cũng biết rằng, ngoài việc là một loại thực phẩm rất tốt cho cơ thể, hành tây còn có tác dụng chữa rụng tóc rất hiệu quả nhờ hàm lượng lớn lưu huỳnh có trong nó. Chính vì điều này nên có rất nhiều bài thuốc chữa rụng tóc từ hành tây mà bạn cần phải lưu giữ cho mình nếu muốn được sở hữu mái tóc đẹp. Dưới đây chính là những cách trị rụng tóc hiệu quả mà hành tây mang đến. Hãy cùng tham khảo và áp dụng nhé các bạn. Vì sao hành tây trị rụng tóc? Tùy thuộc vào lượng lưu huỳnh trong cơ thể mà da, tóc và móng sẽ khỏe hay yếu. Ví dụ, khi tóc được cấp đủ lượng lưu huỳnh thì chúng sẽ bóng khỏe và phát triển tốt hơn. Khi da khô, móng yếu và tóc dễ gãy rụng là lúc cơ thể không có đủ lượng lưu huỳnh cần thiết. Hoặc những dấu hiệu khác như bạn thường cảm thấy mệt mỏi hơn trước, đau đầu, dị ứng. Nếu bạn không duy trì một chế độ ăn phù hợp thì cơ thể bạn không thể hấp thụ đủ lượng lưu huỳnh cần thiết. 1. Chữa rụng tóc bằng sát hành tây trực tiếp lên da đầu. Nếu bạn bị rụng tóc nhiều trong thời gian gần đây, cách dễ dàng và đơn giản nhất để tóc khỏe và mọc trở lại đó là sử dụng hành tây đắp lên da đầu. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2002 trên tờ Dermatology Journal đã cho thấy rằng tác động của hành tây ngăn chặn tóc rụng rất tốt. 73% những người đã thử phương pháp tóc rụng của họ đã mọc trở lại và bóng khỏe hơn. Hoặc bạn có thể sử dụng 2 cốc rưỡi hành tây và đun sôi, sau đó để nguội trong vòng 50 phút. Sau đó sử dụng dịch này dội lên tóc trước, rồi gội đầu lại bằng dầu và nước như bình thường, rồi lau khô tóc nhẹ nhàng với khăn bông. 2. Hành tây và rượu. Thái hành tây thành từng khúc và băm nhỏ, bỏ thêm một chút rượu rum và để như vậy trong vòng 24 giờ. Sau đó lọc lấy nước từ hỗn hợp trên để sử dụng xoa bóp trên da đầu. 3. Hành tây và lá cây tầm gai trị rụng tóc. Chọn nửa cốc hành tây băm nhỏ với nửa cốc lá cây tầm gai phơi khô. Thêm vào một chút vodka. Chọn hỗn hợp này để vài ngày, ép lấy nước và cũng sử dụng massage trên da đầu. 4. Hành tây và thìa mật ong nguyên chất.
Chọn 1/4 cốc nước ép hành tây với 1 thìa mật ong nguyên chất. Sử dụng hỗn hợp này thoa lên da đầu hàng ngày. Thái hành tây thành từng khoanh và băm nhỏ, rồi thêm một chút rượu vào để như vậy trong vòng 24 giờ. 5. Nước ép hành tây. Chọn một củ hành tây để ép lấy nước nguyên chất, sau đó bôi lên da đầu và để trong khoảng 15 phút, rồi rửa sạch với dầu gội nhẹ hoặc sử dụng 2 cốc rưỡi hành tây và đun sôi, sau đó để nguội trong vòng 50 phút. Sau đó dùng dịch này dội lên tóc trước rồi gội đầu lại bằng dầu gội và nước như bình thường. 6. Cách trị rụng tóc bằng tinh dầu hành. Cắt nhỏ một củ hành tây, ngâm vào trong chai dầu ô liu khoảng 3 tuần. Sau đó lọc bỏ bã, bạn sẽ có sản phẩm tinh dầu hành rất an toàn. Chọn hỗn hợp 30g dầu ô liu và hành, 30g tinh dầu hoa hồng, 30g sáp ong. Đun nóng hỗn hợp trong lò vi sóng cho tới khi sáp ong tan chảy. Bắt ra và trộn thêm 2 muỗng cà phê gel lô hội. Cuối cùng, trộn thêm 4 viên nang vitamin E, khuấy đều và để trong một lọ rộng miệng để dùng dần. Hoặc muốn tiết kiệm thời gian và đơn giản hơn thì bạn chỉ ép dầu hành tây lấy nước có, cho vào tủ lạnh rồi bôi lên da mỗi ngày. Công dụng làm đẹp từ hành tây. Những nghiên cứu gần đây cho thấy các thành phần có trong hành tây có khả năng ngăn ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh. Không chỉ vậy, hành tây có thể khắc phục gầu, nấm và những vấn đề khác của mái tóc. Đồng thời, hành tây cũng giúp làm đẹp da, trị mụn hiệu quả. Trị gầu. Nước ép hành tây có thành phần lưu huỳnh, một chất thường xuất hiện trong các loại sản phẩm hoặc trị gầu. Do đó, thay vì dùng các sản phẩm đắt tiền, bạn có thể dùng nước ép hành tây massage da đầu từ 15 đến 20 phút, xả sạch với nước ấm rồi gội đầu bình thường. Trị mụn. Đối với những nốt mụn xuất hiện khi kỳ nguyệt sang đến gần, thì nước ép hành tây là một loại thuốc bôi giúp làm cho mụn xẹp đi nhanh chóng. Thành phần lưu huỳnh trong hành tây không chỉ giúp kháng khuẩn hiệu quả mà còn ngăn ngừa nốt mụn bị viêm nhiễm. Các chuyên gia khuyên dùng nước ép hành tây pha với nước chanh theo tỷ lệ 1:1 và chấm lên các nốt mụn sưng đỏ sau khi rửa mặt sạch để làm xẹp nốt mụn nhanh chóng. Trị tóc gãy rụng. Những nghiên cứu gần đây cho thấy các thành phần có trong hành tây có khả năng ngăn ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh. Không chỉ vậy, hành tây có thể khắc phục gầu, nấm và nhiều vấn đề khác của mái tóc. Hành tây cũng là loại mỹ phẩm xanh hiệu quả để ngăn ngừa tóc rụng hiệu quả. Vì đặc tính kháng khuẩn có trong hành tây cũng giúp điều trị bệnh nhiễm vùng da đầu và tóc da nấm. Hơn nữa, hành tây có chứa hàm lượng lưu huỳnh phong phú và đó là loại dưỡng chất tuyệt vời dành cho tóc mỏng. Thường xuyên bôi nước ép lên da đầu và tóc, mái tóc mỏng sẽ trở nên dài hơn. Hành tây cũng có khả năng giúp ngăn ngừa mái tóc bị xỉn màu. Bạn có thể ăn hành tây hay bôi trực tiếp nước ép hành tây lên tóc. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ba công dụng chữa bệnh tuyệt vời của lá chanh. Lá chanh từ lâu đã được biết đến như một loại gia vị trong các món ăn, nhưng chắc ít ai biết rằng trong đông y, lá chanh là một vị thuốc tuyệt vời giúp đẩy lùi được 13 loại bệnh thường gặp sau. 1. Trị sốt rắt dai dẳng. Dùng lá chanh 100g, rượu 30 độ 100ml. Lá chanh được thái nhỏ, đổ rượu vào ngâm rồi đem phơi sương một đêm. Uống một lần vào lúc sáng sớm, uống 3 đến 5 ngày liền. 2. Chữa ho gà. Lá chanh tươi, xắt với vài lát gừng, thêm đường đủ ngọt, uống dần. Chữa sâu quản. Lá chanh non, lá diếp cá, lá húng chanh, lá mùi tàu. Tất cả hái khi còn tươi, mỗi thứ một nắm, thái nhỏ trọn cho đều, gói vào lá chuối hơi nóng. Rạch cho thoáng rồi buộc lên vết lát. Sau 24 giờ mới mở và thay miếng khác. 4. Chữa nhức đầu, giải cảm. Một nồi nước lá sông với lá chanh, lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần, đồng thời bỏ thêm bạc hà,
sả và tỏi sẽ giúp bạn đánh bật virus cảm cúm và bệnh đau đầu ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu sợ sông, bạn hãy sử dụng cách uống như sau: lá chanh 16g, tỏi 4-6g, lá dùng hoặc lá mít 16g, nghệ 16g, nước 450ml, sắc còn 150ml. Uống xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. 5. Thanh nhiệt, mát gan. Không nhiều người biết lá chanh có tác dụng mát gan. Để có bài thuốc này cần 12g lá chanh khô, 12g lá gai khô và 12g lá cối xay. Sắc hỗn hợp này từ 3 bát nước xuống còn 1 bát nước. Uống ngày 2 bữa, sáng và tối sau khi ăn. Uống liên tục trong 2 tuần sẽ nhận được kết quả. 6. Chữa cảm, sốt không ra mồ hôi. Cảm không ra mồ hôi thường lâu và hay để lại biến chứng. Điều cần làm là để cơ thể tiết ra mồ hôi trở lại để thải độc tố. Để làm được điều này, cần 10g lá chanh tươi. Sắc lấy nước uống trong ngày. Hoặc muốn tăng hiệu quả, ngoài lá chanh, có thể sử dụng thêm lá cúc tần, lá bưởi, vỏ quýt. Lượng bằng nhau sắc uống trong ngày. 7. Chữa ho do lạnh. Lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g, tất cả rửa sạch, gừng thái lát, sắc với 400ml nước, còn 100ml, khi uống cho thêm ít đường, ngày uống 2-3 lần, dùng trong 3-5 ngày. 8. Điều trị bệnh hen phế quản. Lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả sao vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, uống ngày 2-3 lần. Dùng liên tục trong 10 ngày. Giảm đau sưng do mụn nhọt chưa có mủ. Lá chanh 10g, lá gai tầm xong 8g, tinh tre 10g, phơi khô 8 bột. Rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt rồi băng lại trong khoảng 8-10 phút. Ngày làm 2 lần. Bài thuốc này giúp mụn nhọt giảm sưng đau nhanh chóng. 10. Làm mượt tóc. Lá chanh, lá bưởi, hương nhu, các vị đều tươi, mỗi vị 30g, rửa sạch nấu nước để ấm gội đầu, từng gội một lần. 11. Chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em. Có thể lấy lá chanh giã nát, hấp nóng, đắp vào rón. 12. Bảo vệ răng. Nếu răng lung lay, yếu, hãy lấy 40g lá chanh tươi, đun cách thị lấy nước, ngày ngậm 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phút. Sau 3-5 ngày, làm răng chắc hơn. 13. Trị nám sau sinh. Bắt nồi nước lá chanh còn nóng và xông mặt trong vòng 20 phút để đẩy tinh chất hấp sau vào da để nám làm da trắng mịn. Để trị nám, làm da trắng sáng mịn màng. Với cách xông mặt trị nám sau sinh này, bạn phải thực hiện kiên trì ít nhất trong 3 tháng mới cho kết quả. Hơn nữa, chỉ áp dụng khi đã sinh con được 4 tháng trở lên để đảm bảo sức khỏe cho làn da. Và mỗi lần xong khoảng 15-20 phút, thực hiện 3 lần trên tuần, giúp làm mờ nám, làm đẹp da. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tóc bạc sớm không chỉ làm bạn mất thẩm mỹ mà còn làm bạn thiếu tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Với cách chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa hôm nay, chỉ trong một thời gian ngắn áp dụng, bạn có thể ngăn chặn dứt điểm tình trạng tóc bạc sớm chỉ trong vài nốt nhạc đấy nhé. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm. Do yếu tố cơ địa. Màu tóc được quyết định bởi sắc tố melanin. Khi sắc tố này bị rối loạn sẽ dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm tối màu và mất đi độ bóng mượt. Thiếu hụt vitamin. Thiếu hụt vitamin làm sức khỏe trở nên yếu, giảm khả năng chống chọi với bệnh tật. Thêm vào đó là tình trạng tóc bạc sớm. Tuy nhiên, khi bổ sung các vitamin, bạn cần dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ để tránh tình trạng thiếu vẫn thiếu, thừa vẫn thừa vitamin nhé. Do gặp phải các vấn đề về tuyến giáp. Rối loạn tuyến giáp làm cho hormone sản xuất ra có nguy cơ bị đình trệ. Tóc yếu và ngả màu, dễ bạc trắng. Stress.
Nếu bạn thường gặp những áp lực trong công việc, cuộc sống, thi cử trong thời gian dài, cũng sẽ dễ gây nên tình trạng tóc bạc sớm. Cách chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa. Dầu dừa được xem là một thần dược tự nhiên trong làm đẹp, không chỉ có tác dụng dưỡng da tốt mà còn chăm sóc tóc mềm mượt, hiệu quả. Trong dầu dừa có chứa nhiều dinh dưỡng và các dưỡng chất giúp nuôi dưỡng tóc một cách khỏe mạnh. Chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần cho 1 đến 2 muỗng dầu dừa ra chén, thêm vào vài giọt nước cốt chanh, khuấy đều hỗn hợp rồi thoa lên tóc. Massage nhẹ nhàng chừng 15 phút, sau đó gội đầu thật sạch. Thực hiện tuần 3 lần, mái tóc hoa râm của bạn sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho mái tóc mềm, đen đúng nghĩa. Bạn biết không, ngoài dầu dừa, hà thủ ô đỏ cũng được xem như một dược liệu quý giúp ngăn chặn tình trạng tóc bạc sớm. Đơn giản, bạn chỉ cần đun hà thủ ô rồi uống thay trà. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng quý từ cây tằm bốp. Tằm bốp là cây dài, mọc nhiều ở Việt Nam. Quả tằm bốp có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu đờm mà không phải ai cũng biết. Cây tằm bốp còn gọi là cây lòng đèn hay cây thù lù canh. Tên khoa học là Physalis angulata, thuộc họ cà, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, sau trở thành liên nhiệt đới. Đặc điểm của cây tằm bốp: cây mọc hoang trên khắp nơi, ở trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang, hai bên ven đường đi ở các làng quê. Cũng nhìn thấy cả ở ven rừng, từ vùng thấp đến vùng có độ cao từ 1.500m so với mặt nước biển. Là loại cây thảo, cao 50-90cm, nhiều cành. Thân cây có gốc, thường rũ xuống, lá mọc xo le, hình bầu dục, chia thùy hoặc không. Dài 30-35mm, rộng 20-40mm, cuốn lá dài từ 15-30mm. Quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín màu đỏ, có đài cùng lớn với quả. Đài 3-4cm, rộng 2cm, bao trùm trên ở ngoài như cái túi, hạt nhiều hình thận. Cây ra hoa kết quả quanh năm, có thể sử dụng cả cây để làm thuốc. Có tên dược là Hepa Physalis angulata. Công dụng và cách dùng. Đông y cho rằng toàn cây tằm bốp có vị đắng, tính mát, không độc, có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, khu đàm, trị khái, nhiễm kiên tán kết. Quả tằm bốp có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, chữa trị các chứng bệnh như cảm sốt, yết hầu sưng đau, ho nhiều đờm, nhiệt, non nấc. Đắp ngòi trị đinh sang, rễ tươi nấu với lợn tim và chu sa ăn trị bệnh đái tháo đường. Ở Ấn Độ, người ta còn sử dụng toàn cây tằm bốp làm thuốc lợi tiểu. Lá cây tằm bốp được sử dụng trị chứng rối loạn của dạ dày nên cũng có người ăn thay rau hàng ngày. Tuy hơi đắng nhưng vị thanh mát, lá cây tằm bốp có thể chế biến thành nhiều món như nấu canh, luộc hay xào. Các bài thuốc từ cây tằm bốp: trị nhọt vú, đinh độc. Dùng 40-80g cây tươi, giã vắt lấy nước uống. Bã thì dùng đắp hoặc nấu nước rửa vết thương đau hàng ngày. Dùng trị viêm họng, khan tiếng, ho khan, ho có đờm đặc, trị tiểu ít, ban đỏ, thủy đầu, bệnh tay chân miệng, cúm da cầm. Dùng 15-30g cây tằm bốp khô, tươi từ 50-100g, sắc uống trong ngày, dùng 3-5 ngày liền. Trị đái tháo đường: rễ cây tằm bốp tươi 20-30g, nấu với tiêm lợn và chu sa, cách một ngày dùng một lần, uống từ 5-7 ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Em đau khớp kinh khủng, đẻ xong lại càng đau.
Thế mà uống cực lực có 2 ngày nước cà tím thôi, vỡ òa sung sướng luôn các chị ạ. Chả là em bị đau khớp từ lâu rồi, giờ lúc bình thường không sao, đến tháng trước tự nhiên đau dữ dội luôn, nhất là ở vùng gối và mắt cá chân, làm em đi đứng khổ sở vô cùng. Ai cũng bảo em còn trẻ tuổi mà đã mắc bệnh này, còn bác sĩ thì nói có thể là do di truyền, vì ở nhà bà ngoại và mẹ của em cũng thuốc thang xương khớp cả mấy chục năm nay rồi. Em cũng uống thuốc đông, tây y đủ cả mà chưa thấy ăn thua gì. Có lúc liên thiên nằm ướt, giá như giờ có cách nào điều trị được bệnh này nhanh chóng thì cả nhà em phải ăn mừng mất. Và đúng là ăn mừng thật các mẹ ạ. Em vô tình đọc được cách chữa khớp từ cà tím và vấn đề cũng chính thức được giải quyết từ đây. Chính nước cà tím đã giúp em và sau đó là mẹ và bà ngoại thoát khỏi những cơn đau viêm khớp hành hạ. Và điều tuyệt vời nhất là vừa có thể uống, vừa sử dụng nước này để thoa lên ngòi da. Sau khoảng 2 ngày là kết quả rồi đấy. Ai người thân đang bị đau khớp thì thử xem nha. Cách làm rất đơn giản. Hãy chuẩn bị một quả cà tím cỡ vừa, 1 lít nước. Trước tiên bạn rửa cà tím và thái thành từng khúc mỏng. Đun sôi 1 lít nước, cho cà tím vào nồi nước vừa đun. Đậy nắp lại, đun tiếp đến khi sôi lại khoảng 2 phút thì tắt bếp. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn. Cuối cùng, lọc bỏ phần xác cà tím và chắc lấy phần nước là xong. Bạn cho 3/4 hỗn hợp thu được vào chai thủy tinh, rồi bảo quản trong tủ lạnh. Ước lượng để chia số nước này ra làm 3 bữa, mỗi bữa 250ml. Uống vào 3 bữa, sáng, trưa, tối khi bụng đói hoàn toàn nhé. Tốt nhất là uống trước khi ăn khoảng 30 phút. 1/4 số nước còn lại dùng để chế biến thành thuốc, thoa bên ngoài da. Hãy trộn hỗn hợp này với 50ml dầu ô liu và khuấy đều. Sau đó, bảo quản trong tủ lạnh và dùng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên chỗ đau và dùng băng gạc quấn lại để giữ ấm. Việc kết hợp cả uống và bôi ngoài da sẽ cho bạn kết quả khả quan chỉ sau vài ngày áp dụng. Nếu các mẹ cứ kiên trì, cơn đau khớp không chỉ đỡ mà còn có thể sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong quá trình sử dụng nước cà tím chữa bệnh, chị em vẫn có thể kết hợp với các thuốc đông, tây y mình đang uống. Cẩn thận hơn, các mẹ hỏi ý kiến bác sĩ xem có được không nhé. Viêm khớp là bệnh phổ biến ngày nay, nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là đối với người tuổi càng cao thì càng dễ gặp. Bản chất của vấn đề chính là phần xương bao bọc, các đầu xương của khớp không được khỏe mạnh, bị viêm xương. Nếu như bình thường, xương khỏe mạnh thì các khớp xương sẽ trượt qua nhau bình thường, giúp cho quá trình sinh hoạt bình thường. Nhưng khi bị viêm xương khớp thì các xương bị vỡ và mòn đi. Khi cử động sẽ làm cho các xương khớp sụn cọ sát vào nhau, gây nên viêm, sưng, đau nhức và làm mất khả năng cử động của khớp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn, hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học 55 thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamate, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Di Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cực lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng rang sau gáy,
choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.